Sáng 13 tháng 12 năm 2021, học sinh lớp 9 và 12 tại thành phố Hồ Chí Minh được trở lại trường học sau nhiều tháng ở nhà học trực tuyến. Đây là giai đoạn thí điểm trong 2 tuần cho học sinh đến trường. Sau đó, lãnh đạo thành phố sẽ có những đánh giá về việc đảm bảo an toàn cho học sinh với dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Marie Curie, phường Võ Thị Sáu, quận 3, các học sinh khối 12 đã đi học từ sớm. Học sinh được ngồi giãn cách, thường xuyên đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập, trò chuyện trong giờ ra chơi để việc học tập trực tiếp được an toàn. Để học sinh khối 12 trước khi quay trở lại trường thì chúng tôi cũng đã có một cái buổi tập huấn cho toàn thể các em học sinh khối 12 vào ngày thứ Sáu, tức là ngày 10 tháng 12. Đối với đội ngũ của cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường thì chúng tôi cũng đã có một cái buổi tập huấn rất là kỹ về các cái quy trình, về các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh theo cái chỉ đạo chung của thành phố. Ngay khi học sinh quay trở lại trường thì chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát, bố trí các cái phòng học, tiến hành phun khử khuẩn và tất cả đều đảm bảo cái quy trình. Và trước khi học sinh quay trở lại học thì chúng tôi cũng đã được cái ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của quận 3 sang kiểm tra. Các cái đoàn kiểm tra của Sở Y tế cũng như là của địa phương cũng đã đến và có cái góp ý với nhà trường. Trước cửa lớp đều có dán mã QR để khai báo y tế và bản phương án hướng dẫn xử lý các tình huống khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại trường. Nhà trường cũng chuẩn bị hàng ngàn bộ test nhanh COVID-19 cho học sinh trong thời gian thí điểm học tại trường. Về cơ bản thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị với cái số lượng học sinh hiện nay của nhà trường đối với khối 12 thì khoảng là 1.200 học sinh. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã có cái tính toán và chuẩn bị cái bộ kit test nhanh theo cái hướng dẫn của Sở Y tế. Và nguồn kinh phí này thì nhà trường cũng cân đối từ cái nguồn của nhà trường để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch. Trong sáng đầu tiên đến trường, nhiều học sinh có chung tâm trạng hào hứng, phấn khởi vì được gặp lại thầy cô, bạn bè. Sau nhiều tháng ở nhà, một số học sinh sợ đi học trễ nên đã chuẩn bị đồ đạc, sách vở từ chiều, đi ngủ thật sớm để sáng dậy đến trường. Cảm xúc đầu tiên của em là em rất là vui khi được quay trở lại trường. Không phải nhìn bạn bè qua những cái màn hình điện thoại nữa, cho nên là em cảm thấy rất là háo hức khi đi học lại trở lại trong trường. Thì tụi em cảm thấy khá là vui vì được gặp lại bạn bè, với lại thật sự thì tụi em thích được học trên trường, tương tác với giáo viên hơn là học online. Em rất là háo hức khi quay trở lại trường, là qua một cái thời gian dịch rất là dài mình mới được có những cái hoạt động cùng với giáo viên trực tiếp, nó sẽ rất là hiệu quả hơn cho học sinh. Hôm qua tâm lý của em là em đã chuẩn bị từ buổi trưa, em chuẩn bị sạn cặp, sạn sách vở hết rồi và ủi đồ tới chiều tối. Hôm nay em ngủ sớm là lúc 8 giờ rưỡi. Sáng nay 5 giờ em dậy để em sửa soạn để em chuẩn bị đi tới trường. Không chỉ các học sinh háo hức được quay trở lại trường, các thầy cô cũng có nhiều cảm xúc đặc biệt khi gặp lại học trò sau nhiều tháng trời xa cách. Cô rất là vui, rất là hạnh phúc khi gặp được học sinh. So với phong trào này nọ thì nó không có bằng giống như mỗi năm. Đó, nhưng mà các con được gặp nhau là các con vui rồi. Rồi phần lớn là các con là muốn đi học để gặp lại vui, với lại học trực tiếp, gặp lại thầy cô, gặp lại bạn bè, rất là vui. Trở lại trường vào thời điểm học sinh đã bước vào học kỳ 2, các em học sinh được thầy cô dành nhiều thời gian tập trung vào ôn thi, ôn tập kiểm tra để đánh giá năng lực, khả năng tiếp thu kiến thức trong thời gian học online vừa qua, phục vụ tốt cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Trong giai đoạn này chúng tôi xác định là cái giai đoạn vàng, các học sinh có 4 tuần học trực tiếp với các thầy cô nếu như mọi việc suôn sẻ. Trong cái giai đoạn này 4 tuần thì chắc chắn chúng tôi sẽ đảm bảo về cái kiến thức cho học sinh khi mà các em tham gia cái kỳ kiểm tra cuối học kỳ 1. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 491 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trong đó hơn 400 trường mở cửa. Trường chưa mở cửa sáng 13 tháng 12 chủ yếu rơi vào khối trường tư thục do học sinh chưa lên kịp thành phố hoặc một số trường chưa kịp chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 12, 8 quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh ở cấp độ 1, vùng xanh là 6, 7, 8, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Bình, Tân Phú. 13 địa phương ở cấp độ 2, vùng vàng gồm 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Cần Giờ, Gò Vấp, Nhà Bè, Phú Nhuận, Thủ Đức. Quận 4, nguy cơ dịch sẽ cấp độ 3, vùng cam. Các trường trung học phổ thông sẽ hoạt động căn cứ theo mức độ dịch của thành phố. Các trường trung học cơ sở sẽ theo mức độ dịch của thành phố Thủ Đức và các quận huyện.